Mới đây tại trụ sở của Bộ Công Thương đã diễn ra lễ ký kết khung hợp tác kinh tế giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Cục Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản METI Kansai. Tại lễ ký kết khung hợp tác mới lần này, hai bên bày tỏ sự tin tưởng và thiện chí trong việc phối hợp và triển khai có hiệu quả những nội dung trong khuôn khổ khung hợp tác nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, đóng góp vào sự phát triển của mối quan hệ hợp tác thương mại song phương cũng như thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á như trong tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao hai nước vào năm 2014